Các em thân mến, hôm nay thầy chữa một số các lệnh mà chúng ta lưu ý để cho phần thi. Thì trước tiên là chúng ta sẽ làm một cái bài tập sau đây. Bài tập sau đây thì thầy sẽ lưu ý chúng ta là rất là nhiều thứ để cho chúng ta có thể theo dõi và làm theo. Ví dụ thứ nhất, thầy nói đến cái chuyện là hàm sum ít, sum rồi thì các em biết rồi, sum ít thì chúng ta chưa biết. Thầy giảng trên lớp thì nó cũng chưa nghe rõ, thì các em xem video sau đây các em sẽ thấy nhé. Ví dụ ở đây thầy đặt là tên lớp học, tên lớp. Đấy. Còn chỗ này là nam và nữ, tức là giới tính. Còn chỗ này là chúng ta đếm. Đấy. Chúng ta có ba cái, một cái bảng, bảng thống kê, bảng thông tin đi. Các em nhớ là trong bảng thông tin này thì chúng ta phải trộn nó vào để cho nó đều. Thế sau đó thì chúng ta sẽ, đây là cái header của, ta coi như thế này là cái header trên lớp này. Thì chúng ta sẽ có này, lớp 1, giới tính thì M là nam, có 20, lớp 1, giới tính nữ, có 25, rồi lớp 2, giới tính nam, có 30, lớp 2 người tính nam là nữ, nữ có 26, lớp 3 người tính nam là có 21, lớp 3. Để ta đặt ra tình huống này nhé, người tính nữ có 29. Thế bây giờ chúng ta là đếm tổng số của nam và nữ. Thì bây giờ của cái khóa học này thì thầy sẽ tính là tổng nam. Thì các em nhớ cho thầy là sẽ bằng sum ít chúng ta gõ lại đúng nhá, sum ít. Rồi thì chúng ta sẽ từ chỗ này cho đến đây, B2 đến B9 là G. Thì chúng ta sẽ là G mấy nhỉ các em nhỉ? G này là G8. Chúng ta có thể từ giới tính cũng được, nhưng mà thôi chúng ta có thể từ G8. G8 2 chấm đến G13. G13. Sau đó các em phẩy cho thầy, các em sẽ đánh ở trên này là nam. Đấy, chúng ta nam như thế. Và sau đó thì chúng ta đến cái phần tổng tính là từ đây đến đây, là từ K8 đến K13. Đấy, các em nhớ cho thầy nhé. Thì nó sẽ là 71 bạn nam. Nữ cũng vậy, chúng ta chỉ thay nữ là bằng nữ ở đây thôi. Thì chúng ta sẽ copy hàm này và chúng ta thay vào nữ, tổng nam này, tổng nữ. Một, tổng nữ. À, các bạn nhớ cho chú ý cho thầy nhé. À. Chúng ta sẽ thay nam là nữ vào đây. Đó. Nữ, chúng ta sẽ đặt sum ít là 80. Đây là tình huống này, là tình huống 80. Thế còn một cách nữa là các bạn có thể là biến cái vùng này, đặt tên vào đây. Đấy. Sau đó các bạn giữ control nhé.
giữa cần chôn các bạn kích thực phải cho thầy, kích kích chuột giữa. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn quan sát ở trên này. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái để thầy chúng ta vào formula nhé, formula rồi chúng ta đặt tên cho cái vùng chọn này, thay vì chúng ta tính là từ J8 cho đến J13 thì chúng ta đặt là giới tính. Đấy, chúng ta đặt là giới tính. Rồi, ok. Thì chúng ta thấy là nó đây là sheet 1 thì nó là như này. Đấy, sheet 1 nó là cái vùng này. Ta đặt định nghĩa cho nó một cái tên. À, nó bảo là không được viết khoảng cách, chúng ta phải có một cái dấu gạch chân ở dưới. Các bạn nhá, dấu gạch chân dưới nó quy định thế. Giới tính, thầy nhấp này, ok. Thì bây giờ ở chỗ này thầy lại tính tổng nam theo một cách khác. Rồi, chúng ta bằng cái vùng nhé, bằng sum x. Các bạn định nghĩa xong rồi nó sẽ ra. Đấy, vùng chúng ta gọi là tổng nam. Chúng ta gọi là chúng ta mở ngoặc ra nhé, lúc nãy thầy đặt tên ở đây. Đấy. Thì chúng ta vào trong phần chúng ta sẽ tổng nam rồi. Lúc nãy thầy đặt tên là gì nhỉ? Giới tính, đúng không? Đấy, giới tính nó hiện ra đây. Đó. Rồi, xong các em phẩy cho thầy đến nam. Đó. Các bạn thấy là hai phép tính đều cho cùng một kết quả. Và chúng ta tính ở vùng này. Vùng này là từ K2 cho đến K, từ K mấy nhỉ? K8 cho đến K12. K8 2 chấm K12. À, chúng ta enter. Nó cũng ra 71 đúng không các em? Nó chỉ khác là thay vì là chúng ta cho từ gì mới đến đây thì chúng ta đặt giới tính như thế. Thì cái cách này là chúng ta đây định nghĩa, còn đây chúng ta muốn xem danh sách thì chúng ta xem vào đây thì chúng ta thấy là bảng giới tính của chúng ta được tham chiếu vào cái vùng này đây rồi. Đó. Có nghĩa là tổng nam lúc này lại là giới tính là chúng ta đặt thẳng cái ô này. Đấy. Sau đó đến cái này. Đấy. Nếu cái này của các bạn đếm của các bạn từ cái này các bạn cũng đặt cho thầy là một cái là đếm. Đấy. Thì chúng ta enter cái thì lập tức ở cái chỗ dòng này các bạn chỉ cần thay vào cho thầy chỗ này là đếm. Đấy. Thì ta viết rõ nhé. Đấy. Đúng không? Đấy, chúng ta đặt tiêu đề như thế. Enter. Thì nó cũng ra 71. Thì ở đây chúng ta sẽ không thấy cái địa chỉ xuất hiện là ô nữa mà bằng tên. Đấy, là bằng tên. Đấy, đấy là thầy đã dạy cho chúng ta cách tính sum if bằng đếm. Nó có rất nhiều cái bài tập khác nữa, nó có thể lớn hơn, bằng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài ví dụ thứ hai, thứ nhất sang ví dụ 2 ở này. Thế thì ở đây nhá, ta sẽ có một cái bảng danh sách đòi lợi. Bảng danh sách đòi lợi. Đấy, ngoài nhá. Rồi bây giờ chúng ta về home, chúng ta cho thầy cái chỗ này cho nó. Đấy, chúng ta chọn cho nó đẹp đúng không? Rồi chúng ta cho cửa to lên. Đó. Chúng ta có thể trang trí cho nó đây. Rồi bây giờ là thầy sẽ gọi ghi đây là các đơn vị nợ nhé. Thầy gọi là đơn vị nợ. Đấy. Còn đây là nợ thanh toán là nợ bao nhiêu, chúng ta ghi là số tiền nợ.
Số tiền nợ. Rồi ngày nợ, đây là ngày nợ. Thì chúng ta phải làm với một cái bài toán phức tạp như này. Đó. Thì bây giờ ở đây, đây ví dụ thầy gọi là đơn vị như là Nam Trung này. Đấy, số tiền nợ là 3 triệu. Ngày nợ là 24 tháng 6 06 2020 chẳng hạn. Đó. Rồi Hải Anh này. Đó, số tiền nợ là 4 triệu. Các em có thể cho con số 4 triệu hay 4 mấy cũng được. Chúng ta để các con số như thế cho nó đẹp. Và chúng ta có thể thay đơn vị là triệu đi thì cũng được. Nghĩa là tùy cho các em đặt. Ngày 25 25 tháng 6 07 đi. Năm 2020. Rồi đơn vị như là Đức. Đây là các đơn vị làm ăn đúng không? Đấy. Đức Thọ. À. Ở đây chúng ta có là 5 5 triệu. Ngày nợ đây là 21 tháng 2 năm 2020. Đó. Rồi chúng ta lại vẫn có Minh Tâm chẳng hạn. Đây là các tên của các công ty nhé. Nợ 3 triệu. Đó. Ngày 23 tháng 2 2020 chẳng hạn. Đấy, chúng ta có ngày như thế. Rồi Nam Trung lại đúng không, lại nợ tiếp, ví dụ nợ như là 4 6 7 8 9 như thế. Ngày 16 tháng 4 04 năm 2020 đây, các đơn vị nợ này chúng ta cho to lên. Đó. Thế thì ở đây chúng ta bôi đen nó cho thầy. Đó, để ta cho chữ đỏ lên. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhé. Ở Minh Tâm này, Nam Trung này, bây giờ thầy lại cho là Hải Anh. Cũng nợ tiền là 56 tháng triệu. Tháng 7 ngày 18 tháng 07 2020. Đấy, chúng ta làm như thế. Thế thì bây giờ thầy mới lọc ra như này, câu hỏi là tính tổng của những đơn vị mà trừ cái Đức Thọ ra, trừ Đức Thọ ra nhá. Rồi bây giờ tính tổng, ta ghi bài toán như sau: tính tổng nợ trừ đơn vị Đức Thọ. Đấy, chúng ta tình huống như vậy. Thì ở đây chúng ta định nghĩa cho thầy một cái này cho thầy. Ta định nghĩa cái này nhé. Hoặc là chúng ta để lại được tùy các em. Đấy. Các em có thể thôi thì chúng ta sợ là các đơn vị khác chấm họ lại không hiểu mình đặt cái đặt như cái bài trước là đặt tức là đặt vùng ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là từ đây của các em là em ấy nhỉ, em người đúng không, ta đặt lấy cho thầy là sum if if nhé, nhưng chúng ta thêm có s cho thầy, nó khác với sum if s kia. Thế thì có rất nhiều điều kiện trong cái bài này. Nếu sum if thì cho chúng ta sử dụng nhiều điều kiện, còn sum if không thì ít điều kiện. S có nghĩa là tiếng Anh nghĩa là nhiều đấy, giống như một cái động từ chúng ta thêm.
Nào chúng ta sẽ có đây là em ấy nhỉ? Em10. Hai chấm. Đến đây là gì nhỉ? F mấy? F15. Đấy. Phẩy. Phẩy nhá. Rồi chúng ta khác Đức Thọ thì chúng ta đánh cái thầy dấu nữa này. Được chưa? Ở Đức Thọ. Trừ với Đức Thọ ra. Phẩy. Rồi số tiền mà chúng ta lớn hơn 2.000, số tiền lớn hơn 4.000 đi, số tiền lớn hơn 5.000 nhé, 5 triệu. Rồi chúng ta lại phẩy cho thần cái nữa để làm điều kiện hai là hơn lớn hơn 5 triệu. Mấy số ok. Rồi rồi chúng ta lại tiếp tục một điều kiện nữa cho thầy là ngày nợ. Ngày nợ là đấy, chúng ta lại tiếp tục như này. Lớn hơn là ngày 23 24. Lớn hơn ngày 24 nhé. Lớn hơn ngày 24 tháng gì? Tháng 02 năm 2020. Rồi chúng ta nháy trên cho thầy chúng ta úp này. Đó, enter. Thì chúng ta xem nào. Cái này lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn bằng nhá. Rồi, chúng ta xem nào. Đức Thọ lớn hơn. Đó. Để thầy sẽ làm một phát nữa. Rồi Đức Thọ vào hôm trước rồi. Bỏ cái này đi nữa. Nhưng ở cái cuối này, cái cuối này nhá, cái cuối này thì chúng ta phải đặt điều kiện đã. Đức Thọ này, nhưng mà tiếp theo phẩy ở đây. Rồi chúng ta xem lại cú pháp một tí nhé. Thì chỗ này là từ F mấy nhỉ? F10 cho đến F15. Rồi chúng ta ghi lại F10 hai chấm F15. Đúng không? Thì nó mới biết được là cái vùng này lớn này. Còn đây là ngày là G mấy nhỉ? G10 cho đến G15. G10 hai chấm G15 đấy, các em bây giờ enter là chuẩn. À phải chỗ này nữa của thầy. Ok. À các bạn ạ, điền ít đối số. À ít đối số đó, được ít gì đâu, đủ 3 cột rồi đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ enter to fill. À, thì thôi bây giờ ta cắt từ đây này cho nó không cần tính này nhé. Đức Thọ. À. Đơn vị này rồi, cái này là cái này, cái này thử một cái này rồi. Xem đã đúng chưa, được chưa, đúng được. À thầy xin lỗi, các em, mỗi các em, Đức Thọ.
thác Đức Thọ rồi mà sao nó lại không ra nhỉ? Hôm trước là xong à, em một tên F này, tên F này, F15. À thì xin lỗi, nó là mình phải cho từng hết từng cột, không có chỗ này nó ít à. Rồi bây giờ thầy cho em chú ý lại nhé, E10 này, E10 hai chấm lên E cuối là E15, 15 đấy. Xong bắt đầu phẩy, phẩy bây giờ mình mới đến đây, chú ý nhá, tham số nó thiếu ta lại ép, F10 là cái ô chứa cái chữ này, phẩy hai chấm đến F15 đó, F10 F15 rồi đó, đây là Đức Thọ đó. F10, F15 Đức Thọ. Đức Thọ và F10 đến với F15 là lớn hơn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy là kết quả như này. Đấy, thầy muốn cho to cái này lên to một tí để các em nhìn nhé. Bây giờ cái tham số đầu tiên ấy đó là phải tính cái tổng cột này, thì phải đặt cái F10, F15 lên trước. Tức là cái tổng tính đầu tiên phải đưa lên trước. Lúc nãy là thầy không đưa lên trước. Sau đó đến cái này là đơn vị thì mình lên Đức Thọ, đúng không các em? Sau đó các em muốn đặt điều kiện gì sẽ đặt điều kiện. Bây giờ chúng ta lại F10 đến F15, tức là một ý của nó nhé. Ý tổng là ở đây, ý tổng là màu xanh. Còn ý điều kiện là các màu đỏ từ đằng sau trở về. Đấy, thế là chúng ta phải khai thác cái hàm này ra đúng. Hàm cao cũng vậy nhé, cao ít cũng thế. Sum if f thì chúng ta ở đây này. Từ đây rồi thì bây giờ chúng ta mới chuyển sang là thầy lại tiếp tục là F10 hai chấm F15, nó lại lộn lại một lần nữa, và lúc này thầy phẩy là lớn hơn, 5.000 đấy, và phẩy trên. Thì bây giờ là tìm những bảng Đức Thọ, tìm những cái mà khác Đức Thọ, cộng những đơn vị khác Đức Thọ này, rồi có tính tổng toàn bộ cột này này là màu xanh này, sau đó những cái tên mà khác Đức Thọ là màu đỏ này, và sau đó lại màu xanh mà lớn hơn 5.000 lại enter ra rồi, đúng không? Đấy, thì nó sẽ cộng những cái đơn vị Nam Trung Hải Anh Minh Tâm, Nam Trung Hải Anh, và có giá trị là lớn hơn 1.000. Nhưng mà nếu bây giờ thầy mà cho cái này độ vào 2.000 hai như này thì lập tức cái tổng này của mình bị bạn này Đức Thọ thì nó bỏ qua, ví dụ chỗ này thầy mà cho xuống 2.000 33 như này đấy. Thì ở đây bị thầy, ở đây chúng ta 2.000 đúng không, 5.000 lớn hơn 5.000 đấy.
Thì ở đây là lớn hơn, đúng rồi, lớn hơn 5. Thì nó cộng là 5 chung ở đây thầy cho à, nó thêm. Thế thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái hàm này nhé, hàm sum if s để chúng ta thi. Đấy. Còn cái cao cũng thế, cao thì khoảng tính đếm thôi, thì chúng ta vẫn đếm cộng vào. Rồi đấy là thầy đã xong cho chúng ta cái phần điều kiện. Điều kiện là sum if s. Các em nhớ nhé, nhớ là cái đầu tiên ta tính là vào cái nào, thì chúng ta phải nhớ đây là F10 năm đến F này khác Đức Thọ. Đấy. Như này. Đấy, chúng ta chỉ cần làm những cái việc là tính lọc ra thế thì chúng ta làm được vài những câu hay hơn. Rồi ok, bây giờ thầy sum if s, bây giờ nó có rất nhiều ví dụ. Như hôm trước chúng ta làm là sum if, bây giờ sum if s đúng không? Ok, đấy là hai cái ví dụ mà thầy làm cho các bạn. Thì lát nữa chúng ta lại giải các bài tập, thì thầy cứ làm từng video ngắn thôi để cho các em học.